Em Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị các bạn đang theo dõi mua bán xe cũ và em là Hồng Ngọc. Ngày hôm nay em Ngọc xin được gửi tới anh chị một chiếc xe Kia Seltos đến từ thương hiệu nhà Kia, và đây là một chiếc xe rất là cháy hàng. Hiện tại thì là em đang có mặt tại 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Cũng có một số anh khách đang quan tâm và để lăn tăn để chốt xe rồi anh chị ạ. Và hôm nay thì em xin được quay chi tiết chiếc xe này. Đây là một chiếc xe 1.4 bản Premium. Đây là phiên bản cao cấp nhất của máy 1.4 anh chị nhá. Được tích hợp rất là nhiều tính năng cũng như là mới gam màu trắng rất là phổ thông như này thì mọi người cũng rất là dễ dùng, dễ đi. Và hiện tại thì hiện trạng của chiếc xe thì còn trong tình trạng là mới đến 98% anh chị ạ. Bây giờ thì em sẽ đi vào quay chi tiết để mọi người cùng xem với em này. Riêng phần mâm bánh mọi người cũng có thể nhìn thấy là em nó còn mới đến 99% anh chị nhé. Từng đường nét của xe thì với thiết kế của Kia Seltos thì chiếc xe này rất là hài hòa, cái không gian ngồi đằng sau lại rộng rãi. So với những đối thủ cạnh tranh thì em đánh giá là Kia Seltos đáp ứng rất là nhiều và được cái công dụng rất là tốt. Ví dụ như bây giờ em có thể nói sơ qua về cái hình thức thôi là em đã thấy là nó trẻ trung và rất là ăn khách hơn so với ở Kona hoặc là những chiếc xe HR-V anh chị ạ. Này, cốp ngồi rất là thoải mái, rộng rãi này anh chị này. Chiếc xe này thì mang biển kiểm soát là Sài Gòn anh chị nhé. Nên mà khi mà mình có về Hà Nội thì cũng rất là tiết kiệm được chi phí cho mình, rất là hợp lý. Xe này thì đi ăn tiêu hao nhiên liệu cũng rất là hợp lý nhá anh chị nhá. 7,6 này trên một trong đô thị này, kết ngoài đô thị là 5,5 và kết hợp thì rơi vào khoảng 6,3, một con số rất là hay và tiết kiệm cho khách hàng. Từng đường nét của xe mọi người cũng có thể nhìn sơ qua với em này. Rất là hài hòa đúng không ạ? Mà mặc dù là một chiếc xe cỡ trung thôi nhưng mà được trang bị với cả tông màu nội thất màu kem pha đen rất là sang, nhìn rất là hài hòa và cực kỳ là trẻ trung anh chị ạ. Thiết kế loa cũng rất là cá tính. Có cửa gió hàng thứ hai nha anh chị nhá, đánh bật Kona luôn ạ. Ghế thì rất là chắc chắn, ngồi em phải cảm giác cái ghế của Kia ngồi cảm giác bao giờ cũng mềm hơn. Nó thoải mái mà nó rất là giữ xe. Bây giờ thì mọi người có thể nhìn sơ qua một chút về trong khoang lái của xe. Khoang lái của xe thì còn rất là đẹp bóng mới. Chiếc xe đã đi được 18.000 km rồi anh chị ạ. Mới đi với 18.000 km thôi. Về nguyện hiện trạng của xe thì đây các bác cũng có thể nhìn thấy cho em là còn rất là bóng sáng và mới nhá. Cửa sổ trời này không hề thiếu một tính năng nào với một chiếc xe 1.4 này, lại có cả làm mát ghế. Đây là tính năng rất là hay, làm mát ghế có này, drive và 3 chế độ lái, vô vàn tính năng. Màn hình kéo dài so với cả tablo rất là trẻ trung và thực sự là thiết kế rất hiện đại. Bây giờ thì mời các bác vào trong khoang lái, à khoang máy để cùng em xem cái chiếc xe này nó còn nguyên zin đến mức nào anh chị nhé. Ôi, xe về thì em đã cho vệ sinh khoang máy rồi. Các bác cũng có thể nhìn sơ qua này. Phần tai cũng như là mọi chi tiết của xe. Nước làm mát cũng như là từng dấu phẩy, con dấu của hiện trạng nhà máy này. Nó còn rất là nguyên bản anh chị nhá. Với động cơ 1.4 turbo thì đi vừa phải, không phải yếu quá mà cũng không phải là khỏe quá, rất là hợp lý. Động cơ turbo thì nó sản sinh sẽ phải lên đến phải là em nghĩ phải được khoảng tầm gần 2 chấm đấy anh chị ạ. Này. Rất là nguyên bản và thực sự là một chiếc xe em đánh giá sale tốt là trong những phân khúc xe nó cực kỳ hợp lý. Giá tiền với cả thời điểm hiện tại ở hãng cũng đang không có hàng. Trước Tết là không có hàng đâu anh chị ạ. Đặt xe rất là vất vả, vì hiện tại thì em đang có sẵn luôn xe ở đây và với mức giá rất là ưu đãi là 740 740 triệu anh chị nhá. Thì nhà mình đã chốt được xe này rồi.
alo cho em để được tư vấn mình thích trả thẳng hay là trả góp thì để em được tư vấn hỗ trợ nhà mình nhanh hơn. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.